Hello anh em, xin chào tất cả người anh em, những người bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình và cậu Tư nha. Thì video này mình với cậu Tư sẽ sáng tạo một chút xíu, đó chính là sẽ chế tạo một cái mặt quỷ dạ xoa. Cái mặt thôi anh em nhé. Thì cái mặt này đổi được luôn cậu Tư? Đổi lên đi dài dài ngoài đường. Đi ra ngoài đường đúng là cái gì anh em nhé. Thì cái vật liệu mà mình với cậu mình làm đây chính là cái tấm cách nhiệt anh em nhé. Đúng, không lý. Tấm cách nhiệt này nè, thì cậu Tư vừa làm như thế nào cậu Tư? Là mình vẽ xong rồi thì mình cắt như cái mặt nạ vậy rồi mình đội lên là có thể hoạt động được. Đúng rồi, ai có mắt này nào khác, ai có mắt mình nó khác là mình nhìn chứ. Thì mình làm mà bằng cái tỷ lệ người thật cho nên là mình đội lên là nó cũng giống như cái mặt quỷ vậy đó, mình có thể nhìn qua hai con mắt ở trong này luôn. Sợ quá, sợ quá. Rồi, mình thấy cũng ghê quá anh em nhờ. Vì cái tóc đó là chơi bằng gì thôi, cái tóc này. Cái tóc thì mình cắt cái miếng này nè cho nó mạnh ra. Sơn lên. Rồi bây giờ mình cũng đang hứng thú là chờ đội cái mặt quỷ dạ xoa của cậu Tư. Mình làm chắc cũng kiểu như làm cho hình thành cái mũ á cậu Tư. Cái mũ đội đầu á. Rồi bây giờ anh em cùng xem mình với cậu Tư tiến hành là thiết kế cái mặt quỷ dạ xoa là đội trên mặt. Hồi mình sẽ đội đi ra ngoài đường thử luôn anh em nhé. Hồi mà giờ đội ra ngoài đường cũng được, em chỉ đội qua video thôi anh em nhé. Đúng, không lý. Ok, mình cùng xem cậu mình làm luôn đi chứ hả. Sợ quá, sợ quá. Anh em thấy cậu mình làm cái mặt cậu không anh em nhờ? Mình thấy cái mặt quỷ dạ xoa cậu mình làm em. Nói chung thì cái này chắc nữa Halloween chắc mình với cậu Tư đăng ký ra đường với bộ quỷ dạ xoa này quá anh em.
đúng không clip đều vô quá cầu anh em nhờ, thì anh em có thể xem cậu mình làm giống, tại vì cái mặt này nó bị nỉn, cái mặt con quỷ nó bị nỉn sẵn á, cho nên thì gắn vô cái mặt người không có được anh em à. Đó anh em thấy không, tao là con đưa lộn ra hết rồi đấy, nhìn thấy ghê. Để mình đổi thử anh em nhá. Đây em thấy là cái hình dạng cái mặt quỷ vậy thôi cậu mình đã làm nè. Wow. Anh em thấy không, đằng sau thì cậu mình cũng có trang bị cho nó mớ tóc anh em nhá. Đấy, anh em thấy không, tại vì trong game cái mặt con quỷ này nó niễn sẵn anh em mà, cho nên thì nó bị cong, không phải ngay chính diện, cho nên là đeo vô để mình đeo thử anh em. Đó thấy không, vậy là ủa rồi ủa sợ quá sợ quá ủa ôi đúng cầu luôn. Rồi cái trang phục mặt quỷ này lần này chắc là mình với cậu mình làm cái này nữa, đi ra ngoài đường chơi Halloween thôi cậu Tư, cho nó ngầu. Thì cái quá trình mà làm cái mặt quỷ này cậu Tư có thể chia sẻ cho anh em, cái này dễ làm hay là khó làm cậu Tư? Này cũng dễ mà, vẽ xong thì là muốn rồi thì mình cắt đồng tua giống như tóc nó vậy rồi mình mang vô, cái này dễ làm, các bạn ở nhà làm cũng được. Quá dễ làm anh em nhờ, tại vì cái mặt này nếu mà nó thẳng luôn là cậu với mình với cậu là chơi cái phần chơi bằng nhựa luôn anh em, nhưng mà cái mặt quỷ nó niễn, nếu mà làm bằng nhựa thì đeo vô cái đầu cũng không được, anh em ta làm bằng xốp này mình mới nông vô dừa anh em ạ. Nè đúng hợp lý đây, mình thấy không, đeo vô cho nó ngầu anh em nhờ. Rồi đó thôi sao về đây à. Tê đây nha. Đó, đây đó, cái mặt nó bị niễn qua bên phải rồi được không? Đừng xa xa nhìn nhìn nó ra mặt quỷ nè. Đấy, ôi trời ơi. Ngầu không? Thì cái video của mình với cậu chế tạo cái mặt quỷ này đã kết thúc rồi. Không biết anh cậu Tư có muốn chia sẻ gì với anh em ở đây không? Cái này cũng rất là dễ làm các bạn. Nếu mà các bạn nào khéo tay thì ở nhà mình làm chơi cũng được, làm bằng giấy cạc tông cũng được hay là giấy loki cái gì đó, cái xốp dày á, các bạn đi vô mấy cái nhà sách đó, có cái loại xốp dẻo như thế này hay là cái xốp mà loại màu là người ta cắt bông rồi này nọ đó, mình mua về mình phóng lên mình vẽ bằng viết lông được, cái mình cắt mang lên là vẫn chơi được rồi. Đúng hợp lý. Quan trọng là vẽ ra cái mặt này thôi là anh em có thể làm được, đeo rất là dễ dàng anh em nhé. Cái này chắc nữa, cái này mình đi ra đường ban đêm chắc người ta gọi đèn cho mặt mình, cái người ta sợ người ta chạy mất dép luôn quá anh em, đúng không anh em nhờ, đúng không? Và thấy không, thôi cái là video của mình với cậu Tư chế tạo cái mặt quỷ dạ xo nên hết rồi. Vậy anh em đang xem video này, nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình và cậu xin một like, bên cạnh đó anh em nào chưa nhấn nút đăng ký kênh nhớ cho mình với cậu xin một đăng ký anh em nhé. Thì những video sau nữa thì nếu với cậu sẽ cố gắng sáng tạo những vật liệu làm cũng như là phá cách trong cái video anh em nhé. Vâng, video mình với cậu xin được dừng lại luôn. Cảm ơn em rất là nhiều dành thời gian với báo xem video ủng hộ mình và cậu nha. Hẹn gặp tất cả anh em những video tiếp theo. Bye bye.